những pha suy luận căng thẳng, những trực giác đỉnh cao, những niềm tin mãnh liệt liệu có đem đến chiến thắng cho hai diễn viên hài Hữu Tín, Kiều Linh hay không? Hãy cùng đón xem tập 17 được phát sóng ngay sau đây. Thành Trung, Diệu Nhi xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Diệu Nhi, em có tin vào trong cuộc sống này luôn luôn có những cái duyên nối tiếp những cái duyên, những sự vô tình dẫn tới những sự hữu ý hay không? Em tin anh. Một ví dụ nào đó. Giống như là ngày xưa khi mà hồi nhỏ đó, em xem kịch sân khấu rồi này kia đi nha, em rất là thích là chị Thu Trang. Mình cứ nghĩ là mình là một fan hâm mộ thôi, nhưng mà đến khi mà từ từ cái mình vô nghệ thuật rồi mình trở thành đồng nghiệp của chị luôn, thì em nghĩ nó là một cái sự có duyên. Và mình còn được làm việc cùng. Dạ đúng. Có những sản phẩm nghệ thuật cùng. Mà cái điều quan trọng là mình còn chơi thân cùng nữa. Đó, giống như ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị hai người chơi rất đặc biệt. Một người chơi mà ở đâu đó biến cố của người chơi này thì lại là may mắn của Diệu Nhi. Hả? Cái gì mà biến cố của ai mà có em trong đó vậy anh? Anh giải thích phát em biết ngay. Dạ vâng. Thưa quý vị, vào năm ngoái thì chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ chương trình của chúng ta luôn luôn có một ban cố vấn. Một ban cố vấn đó chúng tôi đưa lại trở thành một trợ lý. Và ngay sau đây sẽ là một người chơi rất đặc biệt. Năm ngoái là cố vấn nhưng năm nay đã là người chơi. Chúng ta sẽ cùng làm quen và gặp gỡ với hai người chơi, hai diễn viên được khán giả yêu mến. Hãy cùng chờ đón Kiều Linh và Hữu Tín. Vâng, xin chào hai bạn ạ. Mời hai bạn giới thiệu. Xin chào mọi người. Kiều Linh rất là vinh dự khi hôm nay được tham gia chương trình Giác quan thứ 6. Thì chương trình này thì Linh cũng đã được xem vài lần. Và cả nhà biết rồi, với phụ nữ là giác quan thứ 6 là luôn luôn có, đúng không? Cho nên là hôm nay Linh hy vọng là giác quan thứ 6 của mình sẽ luôn luôn đúng. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hữu Tín. Thì như lúc nãy anh Trung đã nói, thì mùa trước Tín có một cái cơ hội để được ngồi đây rồi ngồi tham dự cùng các đội chơi là anh, đúng rồi, và cũng có được ít nhiều cái ý kiến để đóng góp rồi. Thì năm nay là Tín đã có một cái kinh nghiệm rất là dày dặn, hy vọng là ngày hôm nay sẽ mang lại được kết quả tốt. Giác quan thứ 6 của chị Kiều Linh cộng với kinh nghiệm của Hữu Tín, có vẻ như hôm nay chương trình của chúng tôi yêu cầu ban tổ chức chuẩn bị luôn 56 triệu tiền thưởng. Đó là số tiền thưởng lớn nhất mà những cặp người chơi có thể mang về. Và nếu nhân đôi nữa thì nó sẽ là 112 triệu. Ở đâu đó thì vẫn sẽ có những cái cảm xúc, anh nghĩ rằng là chỉ có Hữu Tín mới hiểu, người đã lấy vị trí của em đấy, em thấy sao? Thật ra em chỉ là em đang ở nhà thì chương trình mời, thật sự em cũng không biết trước đó là của anh ở đây. Thì là không sao, cái đó là cảm giác của anh năm ngoái. Nếu như nói mà gì đâu, trời. Dân gian là trong nghề gọi là giật xô, có phải không? Dạ, tại vì vậy nè, năm ngoái thì em bước vô thì em lại nghe là năm trước nữa cũng có người khác nữa. Ừ. Thì thôi. Anh năm sau cũng không phải em ở đây đâu, em nghĩ là anh em mình cũng là nạn nhân. Em cứ vậy. Mình vậy là nạn nhân của chính họ. Anh hoàn toàn không cả. Dạ. Vâng, chúng tôi không muốn để chương trình là thời lượng dành cho những việc nói xấu. Vì thế mà chúng tôi xin được mời người chơi về đúng vị trí của mình ạ. Quý vị đang đến với chương trình Giác quan thứ 6. Mời anh Thành Trung ạ. Gì đấy? Dạ. Em phải nói luật chơi luôn đi chứ. À, luật chơi. Em phải thể hiện cái trách nhiệm của trợ lý đi chứ. À, cho người cũ thấy. Đúng, anh dạ. Đang định nói đây em. Đây là lúc để em phải chứng minh là tại sao chương trình lại gộp cả một ban cố vấn trở thành một người trợ lý. Dạ, em đúng hiểu. Nào, thể hiện đi. Đến lúc em thể hiện. Dạ, thưa quý vị khán giả cũng như là hai anh chị người chơi ngày hôm nay thân mến, chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 mô tiền thưởng tương ứng với các giá trị 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Thấy chưa? Thấy không? Thấy trợ lý chân chu chưa? Kiến ngon, thức ngon, như ngon. Thế cơ mà. Tiếp song tục song em. Đó là khi đi xuống dưới màn hình dưới, chúng ta có thể thấy là 6 ô thông tin hoặc là 6 ô nghề nghiệp tương ứng với vị trí 5 người khách mời ngày hôm nay của chúng ta. Chuyên nghiệp, bạn nhìn làm gốc
việc bí hiểm lắm. Làm việc trong môi trường có cạnh tranh là khác hẳn. Mọi khi bình thường nhá, đọc cái đoạn vừa rồi phải mất 5 phút. À, đúng rồi, mà quay đi quay lại không? Đó, vừa đọc vừa nhớ. Nhưng mà hôm nay có cạnh tranh khác hẳn luôn. Dạ vâng. Phần đầu em nhá, anh thấy được đấy, anh thấy được đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với những sự thay đổi nho nhỏ ở mùa thứ 3. Cái này có thể Hữu Tín chưa biết. Đó chính là với việc trước khi bắt đầu vào vòng 1, chúng ta sẽ có 3 chiếc két. Ở trong mỗi chiếc két sẽ có một thông điệp là nhân đôi, chia đôi hoặc giữ nguyên. Thì hai người chơi sẽ phải lựa chọn một trong 3 chiếc két đó. Và bây giờ mọi người sẽ cùng đến với phần nào. Xin được giới thiệu trợ lý kiêm thủ quỹ và bán két. Dạ đây ạ. Chúng ta có tổng cộng là 3 chiếc két như vậy. Dạ vâng. Và khi mà anh chị đã chọn một trong hai thì chúng ta có những cái thao tác mình sẽ bấm, mình đổi mã số. Rồi bây giờ là mình chọn đại là một trong 3 két sắt này phải không tụi em? Dạ đúng ạ. Nhi ơi. Dạ. Vậy cái nào là cái nhân đôi vậy cưng? Dạ thưa chị là em không hề biết ạ. Em không biết thì không? Em vậy... thề luôn, em không hề biết á. Vậy Thành Trung biết không? Ảnh có thể á chị. Cũng không biết luôn. Vậy hả? Vậy tính ba cưng. Em chọn đi cho giờ chị mới đến. Nói là chị có giác quan đó. Cái này là... Cái này cái gì? À số đi ha, đúng số rồi đó, em nói đúng á. Này mua 14 tháng 3 năm 2018 rồi. 12 năm 2004 kìa. 12 này, để chị coi. Nó không liên quan gì hết chị. Ừ, nó không liên quan đâu. Nhưng mà ý là mình thấy cái số nào mà mình cảm có cảm tình với nó đó. Thường là chị thích số 7, số 8, số 9. Bây giờ mình coi cái nào, ô nào mà có số 7, 8, 9 gì mình chọn đi cưng. Được không? Có giữa, có số 8 chị. 8, cái này cũng có số 8 nào mà một số 8. Cái này một số 8 luôn. Cái này không có số 8 vậy mình loại trừ cái này. Bây giờ một trong hai em chọn đi. Chị một chọn giữa nha chị. Giữa ha, rồi dạ. Giữa đi. Rồi ok. Số 2, chúng tôi sẽ mở két ra để cho mọi người nhìn thấy bên trong có một thông điệp. Nhưng chúng ta sẽ chưa lấy ra. Dạ chúng vâng, ta có một sẽ thông điệp lấy đây. Ra khi cuối chương trình. Oh. Lúc hai người chơi đã vượt qua 5 vòng thi. Bây giờ sẽ là một mật mã mới để đảm bảo sự an toàn thông điệp này. Dạ. Cho người chơi. Ai sẽ đặt mật mã mới ạ? Tính đi. Đàn dạ. Ông. Dạ. Dạ, xin mời anh tính vào đây. Người đàn ông dạ. Của gia đình. Anh sẽ đặt 4 số. Khả năng lại là 6, 7, 8, 9. Nhưng mà tại sao mình dạ, phải đổi chi? Tại mình cũng ngồi đây đâu ai mở trước mặt mình. Nếu như mọi người mở ra là nhân đôi ấy, thì mọi người không nghi ngờ gì. Nhưng nếu như mọi người mở ra là chia đôi ấy, thì rất nhiều người ra về nghi ngờ tính công bằng của chương trình. Chị ơi, em nghĩ là thí dụ như mùa trước thì nó không cần. Mùa này có trợ lý mới thì người mới đâu có biết tính tình ta làm sao. Cẩn thận vẫn hơn đúng không em? Dạ, đúng rồi. Chị dạ. Cũng thấy nên vậy chứ mà con mít lòng. Em dạ. Không hổ danh là người đã từng làm việc trong ban cố vấn. Dạ. Em sâu sắc lắm Tín ạ. À. Dạ. Và bây giờ sẽ là vòng 1 được mang tên. Ấn tượng đầu tiên. Anh nói chị gì cho nó hay hay dạ. Để anh tôn trọng em coi như. Vẽ bản vẽ 3D thiết kế trang sức nhiều hơn là thực hiện đục đẽo ở trang sức thì em suy nghĩ có trang sức nó không đục đẽo đâu em. À, trang sức kim loại có phải là gỗ đâu mà đục đẽo. Đừng có nói to anh cũng nhìn em kìa. Anh xin lỗi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên của chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Ôi dồi ôi, hôm nay giọng em cũng khác ý trợ lý ạ. À. Khác hẳn luôn ý. Khác hẳn với mấy số khác hả? Có khi tôi phải mời Hữu Tín, có khi không đến trường quay để ghi hình thì cũng đứng ở một dưới kia thôi. Để tạo cái động lực cho trợ lý của tôi nó tiến bộ chứ. Dạ. Khác hẳn đi nha. Wow, chảy mồ hôi hộp luôn. Cố gắng lên em, giữ gìn phong độ. Thưa quý vị, chúng ta đang được gặp gỡ với 5 khách mời trong chương trình hôm nay. Họ đang mặc trên mình những cổ phục rất là đẹp. Và ở đâu đó chúng ta nhìn thấy được sự thanh cao của những người đang mặc những bộ trang phục này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu của cả 5 người. Xin được mời vị khách số 1. Xin chào mọi người, mình là Thanh Tùng. Mình là người thích những nơi có không khí mát mẻ. Nên là thường là mình có những chuyến đi như Đà Lạt, Sapa. Và rất là vui nếu mà chuyến đi sắp tới của mình có sự đồng hành của mọi người. Nhưng trước tiên mọi người hãy đón xem mình là ai nhé. Xin cảm ơn bạn. Bây giờ sẽ là công chúa ở vị trí số 2. Xin chào cả nhà, mình là Lệ Phối. Mình có một cái đam mê mãnh liệt đó là ăn uống những cái món châu Âu, châu Á. Và đặc biệt là mình thích nhất là cái món ăn Việt Nam. Và hôm nay cả nhà đón xem mình là ai nhé. Tiếp theo sẽ là Thám Hoa ở vị trí số 3.
Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình tên là Quốc Anh và mình có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực và đặc biệt là đồ ăn vặt ạ. Thì ở nhà thì mình hay làm trà sữa, bánh flan. Mọi người hãy cùng đoán xem mình là ai nha. Nào, bây giờ sẽ là Hoàng hậu ở vị trí số 4. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Vương Hồng Linh. Mình là một người luôn thích đặt những mục tiêu cho bản thân mình và luôn phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đó. Vậy mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Cuối cùng sẽ là Trạng Nguyên ở vị trí số 5. Xin chào cả nhà, mình là Quốc Dũng. Mình thích màu trắng và ghét màu đen. Mình thích sự chân thật. Thì mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Bây giờ sẽ là 5 gói tiền thưởng. Hai người chơi sẽ lựa chọn số mấy? Rồi bây giờ mình chọn số 2 đi. Số 2. Thông tin tương ứng đó là thiết kế trang sức. Nào hãy cùng xem ở đây 5 khách mời. Có nha. Người nào sẽ đi cùng với thông tin là thiết kế trang sức? Thiết kế trang sức có nghĩa là thợ kim hoàng á phong ta? Đúng rồi. Mà thường thiết kế trang sức thợ kim hoàng thì rơi với mấy bạn nam nhiều hơn đúng không Tính? Tại chị đi mua nữ trang á, chị thấy là ra là thấy thợ nam làm cho chị có không là à? Thợ khác chứ. Thợ thì là nam em thấy nhiều. Còn thiết kế thì ở đây không biết có phải là thợ kim hoàng hay không. Nếu như mọi người còn phân vân, hãy đến với bầu trời kiến thức của trợ lý chương trình. Xin mời. Dạ. Bầu dạ, trời kiến thức anh nói gì cho nó hay dạ. Để anh tôn trọng em coi như. Dạ vâng. Em không biết là năm ngoái là anh là có những cái quyền trợ giúp trong khi mình chơi không anh? À anh có. À năm ngoái có hả? Và anh luôn gợi ý cho người chơi để đi đến số điểm cao nhất. Wow, thì ra là như vậy. Thì em cũng chia sẻ thiệt tình với anh chị, cái này không phải là ai cũng chia sẻ đâu. Là chương trình của mình là có tổng cộng là 2 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp đầu tiên đó là chính là quyền loại trừ. Mình sẽ loại trừ đi những đáp án không đúng. Quyền trợ giúp thứ hai á là quyền trợ giúp tiếp cận. Anh chị sẽ có tổng cộng là 15 giây để đi đến đó và tiếp cận mình, quan sát và sau đó đi về và sau đó tiếp tục suy nghĩ đưa qua quyết định chính xác. Nào, nếu là em thì em hiểu thế nào về công việc thiết kế trang sức và em lựa chọn ai? Thiết kế trang sức thì em nghĩ thiên về cái hướng là vẽ bản vẽ 3D, thiết kế trang sức nhiều hơn là thực hiện đục đẽo ở trang sức. Thì em suy nghĩ có trang thể là sức nó không đục đẽo đâu em. Trang sức kim loại thì có phải là gỗ đâu mà đục đẽo. Đừng có nói to, anh ổng nhìn em kìa. Anh xin lỗi. Anh khi nào anh em phải biết là sao. Đó thì em thiên về ở số 1 với lại số 3. Số 1 và số 3. Dạ. Còn nếu được lựa chọn thì em sẽ chọn. Em chọn số 1 đi. Vì thấy số 1 có vẻ sang. Vậy mình có thể dùng quyền trợ giúp lại trừ. Chị thấy cái này hơi căng căng á. À dạ cũng được. Vậy mình có quyền thì mình cứ dùng. Mình dùng em đi. Nói chị nè, chừng nào tệ lắm đối đế lắm mới nhờ Diệu Nhi. Nói vậy hồi nãy Diệu Nhi chọn số 1 mình bỏ cái vụ đó nha, bỏ vụ đây. Bây giờ mình cứ loại trừ trước đi. Thì bây giờ mình dùng loại trừ hai đáp án bỏ đi là sai cộng với đáp án số 1 mà Diệu Nhi chọn là nữa. Loại luôn. Thì là còn có ai thì có phải là mọi người còn 50-50 không? Có khi nó sẽ ra cái trường hợp này. Hồi nãy Diệu Nhi nhắc mình là số 1 với số 3. Mình sử dụng quyền loại trừ cái chương trình trừ đúng số 1 với số 3 thì có đó, em nói có hết. Rồi vậy cho chị với Tính sử dụng cái quyền trợ giúp đi. Dạ, vâng. Bây giờ sẽ là quyền loại trừ. Bây giờ người chơi sẽ lựa chọn số nào ạ? Chúng ta còn số 3 và số 5. Nếu như mọi người muốn loại số 1 ra bởi vì số đó trợ lý của chúng tôi đã chọn rồi. Chị thấy là số 1 thì nó thích hợp với những cái nghề mà đi ra đi đó hơn. Nó phóng túng hơn là ngồi một chỗ. Tại vì thiết kế hay là thợ kim hoàng gì là cũng ngồi một chỗ là chính. Thì theo chị là còn số 3 và số 5. Thì Tính sao Tính? Em lại nghĩ số 1 có khả năng, chị biết sao không? Sao vậy? Thì cái nghề thiết kế á, là cái nghề ngồi trong mát. Trắng chẻo hả? Anh đó anh trắng. Đúng rồi, mình chỉ ngồi thí dụ mình vẽ hoặc là trên vi tính, trên đồ họa thì những người đó là họ sẽ trắng. Xin lưu ý số 1 là trợ lý của chương trình đã chọn đấy. Sao thấy chưa thấy phân vân rồi đó. Hồi nãy là Tính chọn số 1 mà nhớ trực lại là Nhi có chọn là giờ nó phân vân rồi. Không, em vẫn nghĩ số 1 bởi vì anh số 1 làn da anh trắng hơn hai anh kia. Lỗ tai anh dảnh dảnh vậy nè. Mấy người ta dảnh về thông minh lắm, cái óc sáng tạo nhiều. Sáng tạo nhiều phải không? Với lại cái da trắng thì cũng có thể. Trắng là ngồi ở nhà, chứ dễ dễ vậy không là ở rồi, nhà là kinh trắng. Kinh nghiệm của Hữu Tín nói là số 1. Vậy thì trực giác của chị Kiều Linh đó là số mấy? Theo như trực giác của chị là số 5. Tại vì thiết kế trang sức ở đây á, mình cũng chưa có nói rõ. Có thể là ngồi trong mát mà thiết kế sáng tạo thôi. Cũng có nhiều người là vừa thiết kế rồi vừa lấy cái bàn tay hoa mỹ của mình để mà làm ra chiếc nhẫn với bông tai luôn. Thì chị thấy những người đó thì nó mang cái dáng dấp quanh số 5 nhiều lắm. Mà không biết phải không? Thôi bây giờ
đến đây với lại Tính cũng đã là cố vấn rất là nhiều chương trình, đúng không? Nhiều số rồi. Thôi chị và Nhi cũng lại chọn số 1, nếu mà Tính cũng chọn số 1 nữa. Cho nên là giờ đồng thắng chị cũng chọn số 1 theo. Vậy thì hãy bấm chuông và chốt. Số 1, chốt. Bây giờ sẽ là kết quả của quý vị. Số 1. Không, chính xác. Tôi đã nhắc đi nhắc lại với người chơi rồi. Trợ lý của tôi chọn số 1 đấy. Và ở đâu đó thì kinh nghiệm của Hữu Tín lại tương đồng với kiến thức của trợ lý. Chúng tôi đã hiểu vì sao mà chương trình mùa trước thì dùng Hữu Tín và mùa này thì dùng Diệu Nhi rồi. Phải nói là các bạn có những cái trình độ rất tương đồng đấy. Bây giờ sẽ là kết quả xem ai mới là người làm công việc thiết kế trang sức. Xin mời. Chị thấy chưa? Trực giác. Trực giác nó quan trọng lắm em à. Chị Linh đó, lắm luôn à chị Linh đó à. Chính là cái tên của chương trình. Giác quan thứ 6 là như vậy. Nào hãy cùng xem số 2 có số tiền là bao nhiêu. 5 triệu. Rất may không phải là số tiền quá lớn. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Nhưng bây giờ hãy cùng làm quen với chàng trai ở vị trí số 5. Xin mời. À, xin chào em, mời em giới thiệu thêm về mình cũng như là cái công việc thiết kế trang sức của em. À, em là Trần Quốc Dũng, em hiện đang làm thiết kế về mảng trang sức phụ kiện cho những anh chị người nổi tiếng sử dụng khi mà chụp hình hoặc là quay TVC hoặc là những cái gì mà liên quan tới quảng cáo. Những sản phẩm nào mà khó quá thì mình sẽ đưa cho thợ người ta gia công phụ mình. Còn những cái phụ kiện nào mà nó đơn giản mà mình có thể thực hiện được thì mình sẽ thực hiện. Nhanh nhất để có thể tạo ra một cái sản phẩm mới là khoảng bao nhiêu ngày? Thì mình cũng phải mất tầm nửa tháng đến một tháng để mình lên ý tưởng và mình vẽ ra và mình thực hiện nó. Và có lẽ rằng là không có cách nào khác là em sẽ phải thể hiện cái khả năng đó bằng việc là mang những cái sản phẩm mà em đã làm cũng như là đã thiết kế lên sân khấu của chương trình. Em có sẵn sàng không? Dạ có ạ. Vậy thì một tràng pháo tay cho phần trưng bày ngay sau đây thưa quý vị. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đang là một bộ sưu tập châm cài tóc. Quá đẹp. Tôi có cảm giác như là gia tài của cả một công chúa hay là của một hoàng hậu thời xưa đang ở trên bàn. Nó đẹp về mặt thẩm mỹ và hơn hết ở đâu đó chúng ta nhìn thấy rất là cổ trang. Cái này em làm theo đơn đặt hàng hay là em tự sáng tạo ra? Dạ, cái này là em tự thiết kế ra. Nhưng mà là em thích cái cổ trang nên là em đã dành 2 tháng mình ra để làm ra được cái bộ sưu tập này. Wow, một cái châm như thế này thì là mất bao nhiêu thời gian? Em thiết kế thì rất là lẹ, nhưng mà khi mà lên file 3D, vẽ 3D để mà đưa ra khuôn, ra rập thì nó lại tốn thời gian nhiều hơn. Và cái thời gian mà thực hiện thì nó cũng lâu hơn nữa. Hình như mình có gặp nhau đâu rồi sao, nhìn mặt quen lắm. Em cũng chưa gặp anh. Em chưa. Thấy ta chỉ có lấy xe các bạn họ đây. Hồi nữa nè, để coi là vô trong hậu trường cái em anh chuẩn bị quay một cái phim cổ trang á em. Em có thể cho anh xin luôn được không? Anh không biết nói gì cả. Chính nhờ những người như em ấy, thì những người làm nghệ thuật như anh hay các chị ở đây có thêm những sự lựa chọn, và khán giả thì có thêm những cái góc nhìn đẹp hơn cũng như đánh giá cao hơn về tính chuyên nghiệp của các diễn viên và những người nghệ sĩ. Cảm ơn em rất nhiều đã lựa chọn một công việc anh nghĩ là ít người làm và cũng khá là kém chọn đấy, nhưng có đam mê thì sẽ thành công thôi. Yeah. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc em sẽ có thật nhiều những sản phẩm đẹp và tốt hơn nữa trong tương lai. Em cảm ơn anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Mọi người có cần tư vấn từ phía trợ lý chương trình không? Thôi khỏi, bỏ đi. Thấy không cần thiết. Em nghĩ là mình nên nghe ý kiến của trợ lý thử sao chị ha. Theo cái trực giác của em thì em nghĩ là số 4. Hiếu Tiến thì sao? Dạ em là không có trực giác luôn. Là sao? Cái gì thì theo kinh nghiệm của em là gì? Là đoán mò hả? Dạ đúng rồi.
khán giả đang đến với vòng 2, vòng thi cảm quan của chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Ở vòng 1 thì hai người chơi của chúng ta đã không có tiền thưởng. Họ đã mất đi 5 triệu, nhưng họ có thêm kinh nghiệm. Kinh nghiệm để vượt qua những thử thách tiếp theo. Và nhắc với chị Kiều Linh, trực giác luôn luôn là điều quan trọng trong chương trình. Đúng rồi, mình đang chơi chương trình là giác quan thứ 6 mà. Quên. 1, 3, 4, 5. Hai người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng. Tiếp theo sẽ là... Nãy chị rồi, giờ tới cưng á. Dạ, em chọn số 5. Số 5, ngã ở đâu, mình đứng lên ở đó. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ sẽ là thông tin đi kèm. Trang trí giày. Nào, 1, 2, 3, 4. Ai sẽ là người ứng với thông tin này đây? Chị cũng nghĩ vậy. Ơ, sao hay vậy? Nào, hãy nói to lên Hiếu Tín. Trời ơi, sao hai đứa? Quay qua mấy nhỏ chị, em nghĩ số 3. Cái chị nói, chị cũng nghĩ số 3. Biết sao, cái trang trí giày này thì thường đó, chị nghĩ là không dành cho các bạn nữ. Đó, thì mình loại trừ hai bạn nữ ra. Thì bây giờ mình còn hai bạn nam. Thì theo như cái trực giác của chị và tính luôn nha, thì bạn số 3 sẽ là nghề đó, nghề trang trí giày. Trực giác của chị Kiều Linh là số 3. Và kinh nghiệm của Hữu Tín cũng là số 3. Mọi người vẫn còn một trợ giúp nữa. Là luôn đi cưng. Em nhìn cái tay nha, nhìn cái tay cho nó khéo léo không? 15 giây này, với một người trang trí giày, chị nhìn cái gì vậy Linh? Cái tay em nhìn có khéo léo, có hoạt bát hay không? 15 giây nha. Ủa chị có đi không? Em chị đi được đi hết em mà. Đi thôi, chị mang giày cao gót, chị ngại đi lắm, em đi đi. Có 15 giây chị chạy về, té sắp mặt. 15 giây, bắt đầu. Trợ giúp bắt đầu. Lẹ cưng. Đó, mình xem, mình coi thử tay lẹ, rồi lẹ. Không? Có coi tay được không? Coi tay được rồi, coi gì trời? Mình được quyền yêu cầu đưa tay ra. Dạ không. Yêu cầu đưa tay ra. Chúng tôi hết giờ. Chỉ được đứng nhìn mà thôi, không được chạm vào, không được tác động. Vậy là có nghĩa là chương trình cho cái quyền nhưng không cho vậy ha? Cho nhưng không cho. Có đấy thôi, đi lên trên kia rõ ràng là có đi lại bảo là không đi. Không cho mà giống như cho, tôi rộng lượng lắm, tôi cho cái quyền trợ giúp mà có cũng như không à. Anh tí là do khả năng phán đoán tình huống của người chơi, chứ còn rất nhiều người đã thành công bởi cái trợ giúp này. Dạ, có không? Có thành dạ, công có hả? Và quyết định cuối cùng của mọi người sẽ là số? Số 3. Số 3. Số 3. Trước khi chốt, mọi người có cần tư vấn từ phía trợ lý chương trình không? Thôi khỏi, bỏ đi. Thôi, chị thấy không cần thiết. Không, nhưng mà khổ cũng phải để cho người ta kiếm sống với chứ. Chẳng nghe mời tới đây trả lương. Thôi, nói gì ạ? Không có nói gì nói, nhưng mà tụi chị cũng có nghe. Trợ lý, nếu là em lựa chọn số mấy? Mặc dù có những cái sự khi dễ coi thường khả năng của em, nhưng mà em vẫn phải làm tròn một phần cái nghĩa vụ của em thôi. Để mình lấy lương nữa cưng. Dạ vâng. Thì theo cái trực giác của em thì em nghĩ là số 4. Tại sao? Tại vì khi mà nói đến là trang trí giày thì em thấy hai bạn nam cười. Bạn số 2 cũng hơi nhếch mép nhẹ. Chỉ có bạn số 4 là nãy giờ hình như là chỉ đứng là giống như là không thở luôn, bạn đứng im. Em có cảm giác nó giống như là bạn sợ bị gọi trúng mình. Bị căng thẳng. Nhưng mà người ta là đóng cái vai hoàng hậu thì đôi khi trông nó phải có một cái gì đó rất là nghiêm nghị, đúng không? Thôi được rồi, đó là ý kiến của trợ lý. Em chọn số? Số 4 ạ. Số 4. Còn người chơi sẽ chốt phương án, đó là số? Chốt số 3. Kết quả. Thưa quý vị, không chính xác. Lần này trực giác kết hợp với kinh nghiệm cũng không chính xác. Không phải là số 3 rồi. Vậy thì số mấy mới là đúng? Kết quả. Wow! Chị ơi, xin lỗi em. Wow! Sao vậy Nhi? Sao hôm nay em xuất thần vậy Nhi? Nhi ơi, là ý em sao anh không hiểu á? Có nghĩa là thí dụ như em ổn thì em phải ổn từ giây phút đầu chứ Nhi. Chúng tôi mời tới đây bởi tính không ổn định của Diệu Nhi. Có nghĩa là không biết lúc nào là thật, không biết lúc nào là giả. Không sao, anh chị có lắng nghe em nữa không? Anh cảm thấy em là một người giỏi về phân tích tâm lý. Người ta đứng im như vậy mà biết được trong đầu người ta đang nghĩ gì luôn. Thí dụ mà số 4. Bà đoán tâm lý, bà đoán tâm lý. Mà nhìn mặt vậy hay quá ha. Đang căng thẳng, bà thấy bà đoán tâm lý vậy cũng đúng. Nhưng mà theo như Trung nói là em đâu có ổn định đâu. Dòng sau chị cũng chưa biết sao. Em có ổn định. Chứ dù em ổn định thì lần sau chị còn nghe em. Bây giờ sẽ là số 5. Gói tiền thưởng này có giá trị là bao nhiêu? Xin mời. Wow, 10 triệu. Tuy nó không phải là lớn nhất nhưng cũng mất 15 triệu nãy giờ. 15 triệu rồi.
chúng ta vẫn còn 3 cơ hội nữa. Thôi, mọi người cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái ở vị trí số 4. Mời em. Xin mời em giới thiệu lại bản thân của mình cũng như là cái công việc là trang trí trên giày là chi tiết là nó như thế nào. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì em tên là Linh. Em làm về thiết kế và diễn họa những sản phẩm mà em đã thiết kế lên trên giày và trên mọi chất liệu luôn ạ. À, tất cả chất liệu giày nào là em cũng vẽ lên được, không chỉ là giày thể thao đúng không? Không chỉ là giày mà còn trên tất cả mọi thứ, ví dụ như mũ bảo hiểm nè, hoặc là trên xe, hoặc là trên những cái ván trượt. À, đây là một cái công việc mà nó mang tính cá nhân theo cái cách là khi ai đó có đôi giày đẹp, muốn đẹp hơn nữa thì nhờ bàn tay của em. Chứ em không phải là cái người thiết kế để rồi sản xuất hàng loạt đúng không? Dạ đúng rồi. À, em làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm. Dạ. Em học của trường nào ra? Em học bên trường Tôn Đức Thắng ạ. Tôn Đức Thắng khoa? Khoa thiết kế thời trang ạ. À, hôm nay em có mang theo những cái sản phẩm để giới thiệu với các quý vị khán giả trong chương trình không? Dạ có ạ. Rồi vậy thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay cho những sản phẩm của cô gái xinh đẹp này. Thưa quý vị, lúc này trên sân khấu đang là những đôi giày sặc sỡ nhiều màu sắc. Những đôi giày rất đẹp, những đôi giày không chỉ đơn giản là những đôi giày nữa mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật. Và em hãy giới thiệu về những cái đôi giày này cũng như là cái cách làm thế nào để có được những cái nét vẽ cũng như là cái họa tiết trên giày. Dạ, thì đây là những cái sản phẩm mà em đã làm và theo ý tưởng của khách. Thì khách thích kính vạn hoa nên em đã vẽ những cái mà mảnh ghép của kính vạn hoa lên trên đôi giày. Wow, đây. Dễ thương quá. Rất đẹp và nó có một cái hay, đó chính là cái sự độc đáo ấy, cái sự riêng. Ở đâu đó thì thưa quý vị, các bạn trẻ bây giờ thì họ không chỉ muốn đẹp mà họ còn muốn độc. Và để độc thì chả có cách nào khác là chúng ta phải có cái riêng. Và đây là một cái cách để thể hiện cá tính riêng. Một đôi giày dành cho những người thích kính vạn hoa. Thế còn ở đây? Đây là kỷ niệm mà của hai bạn và hai bạn muốn tìm những cái hình ảnh mà hai bạn thích nhất để ghép lại thành một đôi giày. Wow. Là đôi couple luôn à. Em mà có thể hỏi chút xíu không? Nếu mà chi phí mà vẽ một đôi giày vậy mà khách đặt thì khoảng bao nhiêu tiền cơ? À, nếu mà một sản phẩm mà một đôi giày trắng hoặc là một đôi giày đã bị dơ rồi, khách muốn sửa sang lại đôi giày mới, chỉ là màu trơn không thôi thì giá tầm 250 cho tới 300. Rẻ. Còn hả? Mà nếu mà thiết kế và vẽ lên trên giày thì tầm là 500 cho tới 1,5 triệu. Ồ, dạ. Tùy theo hình vẽ gì nữa phải vẽ, độ khó và dễ của tranh nữa. À, em nói một chút về tấm ván trượt này nè. Dạ, tấm ván trượt này là em vẽ cho bạn thân của em. Là cái ván này là bạn có sở thích chơi ván trượt nên là bạn đã đưa cho em, và đây là họa tiết mà bạn thích. Bạn đã tự thiết kế cái họa tiết này và em sử dụng cái họa tiết đó của bạn để vẽ lên. Nhưng trên mà em à. Phải xài một cái sơn gì đúng không? Tại vì cái ván này rất là hay đạp giày lên rồi lâu ngày nó sẽ chóc ra. Dạ là em phải phủ một lớp bảo vệ để không có bị trôi à. Đôi khi một món quà không phải là giá trị của nó đâu. Đúng rồi. Mà đó là sự tinh tế mà cái người tặng dành cho chúng ta. Và anh cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình và mang cho bọn anh thêm những cái sự phong phú trong suy nghĩ về cuộc sống cũng như về những món quà. Cảm ơn em rất nhiều. À, đến với chương trình này thì em có một món quà cho anh Trung rồi. Tặng anh luôn. Món quà cho anh Trung. Dạ, cho anh cho hai con của anh. Cho em món quà. Thấy mặt nhiều dây hơi đơ đơ ha. À. Dạ, tưởng chứ chị, hai người mà tặng có người. Dạ. Wow. Thưa quý vị, thực sự là rất đẹp. Đây chính là hình ảnh của hai cái tên ở nhà hai con trai tôi. Một người là Goku, đó là một cái nhân vật trong bộ truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng. Còn một người là Dai, Dino, dũng sĩ Dai của Dấu Ấn Rồng Thiêng. À. Và tôi đã đi tìm rất nhiều những sản phẩm quần áo để có hình ảnh này thì không có. Nhưng mà hôm nay thì tôi đã biết là tìm ở đâu rồi. Cảm ơn em rất nhiều thay mặt hai cháu và gia đình nhá. Anh cảm ơn em. Đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3 và chúng ta đang đến với vòng thi thứ 3, vòng thi trực giác. Ở vòng thi này thì chúng ta vẫn như vậy thôi, còn 3 gói tiền thưởng 1, 3 và 4. Người chơi sẽ lựa chọn số mấy ạ? Chị chọn ha. Dạ. Chọn số 4 đi, sinh nhật chị. Số 4. Thông tin tương đồng đó là dễ chứ. Thiết kế thời trang. Mở
thiết kế hoài luôn á thiệt. Có khi nào hôm nay về không có mang đồng nào về được không? Có ai vậy chưa cưng? Cũng có. Cũng có hả? Đừng bi quan như thế. Cuộc sống luôn luôn có những tia sáng, chỉ là chúng ta có nhận ra hay không thôi. Bình tĩnh nào. Chúng ta mới có vòng 3 mà. À, mới vòng 3 ha. Sao không sao? Em nghĩ là mình nên nghe ý kiến của trợ lý thử coi sao chị ha. Ủa em mới có một vòng trợ lý đúng rồi. Em trở mặt liền luôn á tính. Nghe để coi cô ấy nói gì ở cái vòng này. À nói gì thì mình mới tính nha. Chứ dạ, đúng rồi. Đừng vội tin. Mình mới tính. Đừng vội tin. Em thấy chưa? Bắt đầu em có giá trị rồi đấy. Trong mắt người khác rồi đấy. Giữ phong độ. Nào, theo quan điểm của em, hãy phân tích và lựa chọn. Ôi, coi cái mặt kìa. Gì? Theo em thì thấy những người ở trên đó, họ như thế nào? Dạ vâng, thì như anh chị cũng có thể cảm nhận được, anh chị cũng đã hết quyền trợ giúp rồi. Cho nên là chỉ còn cầu cạnh vào em thôi đúng không? Vì vậy mà theo cái sự suy nghĩ của em cũng như là cái kinh nghiệm sống của em, thì thiết kế thời trang thì em nghĩ là số 1 hoặc là số 2 thôi. Nhưng mà em vẫn có một cái sự thiên về số 1 nhiều hơn. Tại vì thường cái thiết kế thời trang mọi người hay nghĩ là nữ á. Nhưng mà chương trình mình nó kỳ cục lắm, nó làm khó người chơi lắm. Cho nên chắc chắn là nam là số 1. Ê mà trực giác của chị cũng là số 1 nha. Đấy, à, có vẻ trùng rồi. Hiếu Tiến thì sao? Dạ em là không có trực giác luôn. Là sao? Thì theo kinh nghiệm của em là gì? Là đoán mò hả? Dạ đúng rồi. Tới vòng này em cảm thấy là đừng có đoán, đừng có trực giác gì cả. Cứ nghe mọi người nói xong cái mình thấy ai nói đúng cái mình theo. Không phải, tại vì em thấy cái sự mà thiết kế thời trang á, không phải là chỉ có nữ mới hay đâu, mà những cái bạn mà bây giờ đang stylist đang ấy, hoặc là đang có những cái thương hiệu lớn cũng là rất là nhiều bạn nam. Nào, thấy cái gì phiêu phiêu, cái nét nghệ sĩ trong nào, số 1 một lần nữa hãy tin vào trực giác của mình đi nào. Chị thì chị tin vào trực giác của chị là số 1. Em thấy chị, em thấy chị ha. Dạ, Lady first ha cưng ha. Ok chị. Vậy chị chốt nha cưng. Chốt số 1. Số 1. Nào hãy cùng xem kết quả. Chính xác rồi. Lần này trực giác đã đúng. Trực giác của những người phụ nữ đã đúng. Hay quá. Hay chưa? Ơi. Qua cái vòng này em biết được cái khả năng của em. Dạ, khả năng của em là sao? Đó là đừng bao giờ làm theo những gì mình nghĩ cả. Hãy làm theo những gì người khác nghĩ. Dạ đúng rồi. Chúng ta hãy cùng xem gói tiền thưởng số 4 có giá trị là bao nhiêu. Cắn. Một cái gì triệu vậy? Thưa cái quý gì vị vậy? Thưa quý vị. Cái gì có 1 triệu vậy trời? Chết rồi, hai chị em mình lỗ tiền xăng. Chết rồi. Dông tố này vừa đi qua thì dông tố khác lại ập tới. Ôi trời sao vậy? Cái không đúng thì 5 triệu, 10 triệu, cái đúng thì 1 triệu, lỗ tiền xăng rồi chứ. Nhưng thôi thì cũng gọi là vạn sự khởi đầu nan, chúng ta đã có được 1 triệu tiền thưởng. Nhưng mà cũng đỡ nhục nha, chứ lỡ không đúng nào nhục lắm á. Đó, quan trọng là mình đúng rồi. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ với chàng trai ở vị trí số 1. Mời bạn. Chào bạn. Mời bạn giới thiệu thêm về mình cũng như là ngành nghề thiết kế thời trang của bạn. Mình tên là Thanh Tùng, nhưng mà nghệ danh của mình là Tom Cara. Mình thiết kế thời trang thì địa điểm của mình thì ở quận Phú Nhuận. Công việc của mình là thiết kế đồ dạ hội cho những celeb hoặc là những sự kiện. Vừa qua thì mình có thiết kế cho Miss Earth Việt Nam là Thái Thị Hoa. Thì cái trang phục của mình là được giải đồng của trang phục dạ hội của châu Á. Và bạn đã làm công việc này bao lâu rồi? Mình làm công việc này thì 5 năm rồi. 5 năm? Dạ. Yeah. Bạn là người tự học hay là bạn đi tới trường để học về khoa thiết kế thời trang? Dạ, yeah, mình nó là mẹ của mình là thợ may. Nên là mình học từ mẹ rồi lớn lên thì học du lịch. Nhưng mà sau này thì mình rẽ hướng đột ngột qua bên thời trang luôn. Cái này là nghề chọn người rồi. Dạ. Và bạn là người phác họa ra những cái hình ảnh trang phục rồi cũng chính là người tạo ra nó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng đường kim mũi chỉ. Dạ đúng rồi. Wow, đây là người làm từ A đến Z đấy. Và nếu đã nói về một người thiết kế thời trang thì chúng ta phải nói tới những bộ trang phục và những người mẫu. Bởi vì chỉ có những người mẫu thì mặc những bộ trang phục thì chúng ta mới có thể nhìn thấy hết cái đẹp của nó, cũng như là đánh giá được cái thẩm mỹ của nhà thiết kế. Và hôm nay thì bạn có mang tới đây những bộ trang phục và mời tới đây những người mẫu không ạ? Dạ có ạ. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần trình diễn thời trang, thưa quý vị. We'll be right back.
bên khách mời chọn số 3 đó thì em cười khẩy nhẹ. Và em cười nhẹ. Làm sao mà chị biết là 1 triệu? Nhiều khi cái két sắt cuối cùng mở ra là cưa đô là còn 500 thì sao? Trời ơi, cái miệng em không có 5-4 ngàn nha. Cái gì vậy trời? Cái miệng điều gì? Anh lại em ba lại Nhi ơi. Đang đến với vòng thi lập luận của chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Thật vui mừng để công bố với hai người chơi, họ đã có số tiền thưởng đầu tiên có giá trị là 1 triệu. Nào hãy cùng xem số 1 hay số 3 người chơi sẽ chọn. Hai có tiền thưởng còn lại. 1 hay 3? Dạ số 1. Số 1. Số 1. Thông tin tương ứng đó là đính đá nghệ thuật. Đính đá nghệ thuật này liên quan tới mấy nghề thiết kế rồi nghệ thuật được không mà liên quan tới những người thiết kế, những cái người mà dùng cái óc sáng tạo và tưởng tượng của mình để tạo ra những cái sản phẩm. Theo như giác quan của tôi đó là cái giác quan mà thắng 1 triệu đấy đúng không? Thắng 1 triệu đó, chơi 3 vòng mà được 1 triệu luôn rồi đó là số 3. Tại vì á, nói luôn là tại vì những cái nghề nha, chị để ý nha Trung, nha Nhi nha, những cái nghề mà nghĩ là phụ nữ sẽ giỏi thì đàn ông làm sẽ giỏi hơn rất nhiều. Ví dụ như thiết kế thời trang, nữ nhiều khi chưa chắc bằng nam. Nấu ăn, phụ nữ nào cũng biết nấu ăn nhưng mà đầu bếp nổi tiếng là nam. Đó, rất là nhiều cái nghề mà mình nghĩ là cần phụ nữ tỉ mỉ nhưng mà cái thành công lại là nam. Em có nghĩ như chị không? Gương mặt của anh số 3 nhìn có vẻ anh chịu khó. Nói đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Đúng rồi, đúng không? Sao ngơ ngác vậy? Dạ, đúng. Có nhìn, có nghĩa là nhìn ảnh có vẻ chịu khó lắm. Thì những cái nghề này thường nó phải kiên nhẫn, nó phải từ từ đó. Thì em hy vọng là cái suy nghĩ của em nó đúng. Và em cũng lựa chọn xuống. Dạ, em nghĩ số 3. Số 3, Nhi đó là lựa chọn của hai người chơi. Còn Nhi? Xin mời trợ lý của chương trình. Dạ, khi mà em nghe nói bên khách mời chọn số 3 đó thì em cười khẩy nhẹ. Vậy thôi. Lý do tại sao em cười khẩy nhẹ? Tại vì khi mà vừa nói đính đá nghệ thuật là em đã chọn ngay đáp án là số 2. Ui, hay nhìn. Tại sao em lại chọn nhẹ? Số 2? Dạ, tại vì em không có cần phải phân tích gì cả. Là em nói mò nữa rồi. Dạ không, cái kinh nghiệm sống của em cho biết. Lại kinh nghiệm em sống hề đoán mò bằng tất cả những cái kinh nghiệm sống của em ngoài xã hội. Tin không? Kinh nghiệm sống là đúng 2 lần rồi đấy. Em có lung lay gì không? Dạ không, chắc số 3 chị ơi. Chị, thôi mình quyết số 3 luôn đi. Chứ nó bị khẩy khẩy chứ. Nó hay đoán mò lắm, nó giả bộ vậy. Đúng rồi. Và rồi. Quyết định cuối cùng của người chơi đó là Linh với Tính cùng thống nhất là chốt số 3. Bây giờ sẽ là kết quả đúng hay sai. Xin mời. Nét cười khẩy nãy. Vậy coi có cười khẩy không nha. Wow. Em làm lại cái nét đó đi. Vẫn là cái cười khẩy, vẫn là cái cười khẩy thưa quý vị. Bởi vì số 3 không chính xác, số 2 mới chính xác. Cô công chúa xinh đẹp kia mới chính là người có cái khả năng và cái công việc là đính đá nghệ thuật. Đợi xíu nha, cho thương lượng lại với bạn chơi chút. Mới nghe nè, nếu mà 1 triệu chia đôi là đứa 500. Nhưng mà bây giờ nếu mà nhà chị xa hơn, chị 600 em 400 được không? Dạ, em kể chị 600, 700 luôn cũng được. 700 luôn cũng được nha, chứ tội chị nhà chị xa. Có 1 triệu hai đứa chia. Chị, làm sao mà chị biết là 1 triệu? Nhiều khi cái két sắt cuối cùng mở ra là cưa đôi là còn 500 thì sao? Trời ơi, cái miệng em không có 5-4 ngàn nha. Bây giờ em nghĩ chị nên chia lại 200-300 đi. Thưa quý vị, tôi lại biết thêm được một điều là khi người ta làm trong môi trường, làm việc trong môi trường áp lực và có cạnh tranh ý, người ta trở nên sắc sảo một cách lạ thường. Sắc sảo và nhạy bén nữa. Và đương nhiên rồi, bây giờ là lúc chúng ta hãy mở gói tiền thưởng số 1 xem giá trị của nó là bao nhiêu. Xót xa lắm đây này. 25 triệu. Mọi người đã không tin vào trợ lý của chương trình để rồi mất 25 triệu. Đau quá, đau dạ. quá. Không chị giấu thấy gì cái anh chị. Cái nụ cười khẩy của em có giá trị. Dạ, không giấu gì anh chị. Đây là một người quen của em. Wow. Rất thân từ mấy năm nay rồi. Là em biết wow. trước nghề của người ta. Dạ đúng ạ. Wow, đúng là kinh nghiệm sống của em. Đó là kinh nghiệm sống của em. Là kinh nghiệm sống ở chỗ đó, là quen biết rất lâu rồi. Dạ đúng ạ. Quen biết rộng mà quen biết nhiều. Dạ vâng. Hãy cùng gặp gỡ với nàng công chúa số 2. Xin mời em.
Chào chị, lâu quá không gặp chị. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình cũng như là nghề nghiệp hiện tại cho khán giả và người chơi được biết rõ hơn. Xin chào khán giả, mình là Phối. Hiện tại là mình đang kinh doanh tiệm nail và mình cũng là người là đính đá ra những cái sản phẩm đính đá. Sản phẩm trên móng tay đúng không? Dạ, và nón, ấp lưng, rồi bình hoa, rồi mèo, thần tài. À, rất nhiều. Và có phải là em đã quen biết Diệu Nhi từ trước không? Dạ đúng rồi, Diệu Nhi là ngày xưa làm khách quen bên em. Wow, dạ, vâng. Rồi. Và chị là một trong các chị em mà rất nổi tiếng đó, anh, là về ngành nail đó. Mà lúc mà Việt Nam mình nổi tiếng ngành nail là gia đình của chị là giống như là về ngành làm móng đó. Dạ đúng, là nổi tiếng lắm. Sao chương trình lại không mời người quen của khách mời ta? Mà lại mời người quen của... Em nói thiệt, có nghĩa là cái cô Diệu Nhi này, cái tên, cái trách nhiệm của cổ trong chương trình là trợ lý. Nhưng cổ chỉ làm phiền và làm khó khách mời. Nhưng mà em đã chọn đúng, anh chị không chịu theo em. Không, đúng rồi, và sau cái dòng này á, chị mới biết là kinh nghiệm sống của em rất là tràn trề luôn đó Nhi. Tất cả mọi thứ nó nằm ở niềm tin Tín ạ. Chứ nếu như em đặt niềm tin vào Diệu Nhi nó khác rồi. Cảm ơn em đã đến với chương trình và không muốn nói nhiều. Mọi người rất là muốn được xem những cái sản phẩm mà em đã tạo ra. Em có sẵn sàng không? Dạ. Và ngay bây giờ sẽ là phần trưng bày những sản phẩm của bạn ấy. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đang là những sản phẩm được đính đá vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo, hơn hết là cực kỳ thẩm mỹ. Và nhìn qua thôi đã thấy tài lộc rồi. Nào cô gái xinh đẹp ở kia, hãy nói cho mọi người biết em mất bao nhiêu thời gian để tạo ra những tác phẩm như thế này? Giống như ông lớn này đi thì chắc cỡ 2 đến 3 ngày. Một người đính. Wow, một người đính mất tới 2 tới 3 ngày. Thế còn ông thần tài lớn này? Cũng vậy luôn anh. Cũng vậy luôn. Dạ. Và những cái viên đá này thì em có biết xuất xứ của nó hay là cái công dụng của nó như thế nào không? Là nếu mà đã là đá thì nó sẽ rất là chiếu. Thì cho dù có để 10 năm hay 20 năm thì nó vẫn là như vậy. Nó không có bay màu. Nó không bay màu mà luôn sáng như thế này. Mà thường cái nón bảo hiểm đính về là khoảng nhiêu tiền cơ? Dạ 350.000 chị. Là cả nón hay là chỉ là cái đá thôi? Dạ cả nón luôn. Cả nón cả đá là 350.000. Đã bình thường chưa đính gì đã mất rồi ha. Giờ đính vô chắc lẹ luôn. Dễ mất. Lẹ lắm luôn á. Thì nếu mà đính là mình không treo ở xe nữa. Dạ. Đính là đi đâu là mình cũng đeo vào như mình đeo cái túi. Dạ đúng rồi, như xóa túi. Cái mũ bảo hiểm như đeo cái túi này. Những cái sản phẩm như thế này không chỉ mang tính phong thủy mà hơn hết nó còn mang tính trang trí và làm cho ngôi nhà của chúng ta thêm tinh tế và là điểm nhấn. Và nếu quý vị là những người yêu những cái gì lấp lánh và muốn cho ngôi nhà của mình thêm những cái điểm nhấn thì hãy đến với địa chỉ và gặp cô gái tài hoa và với đôi tay khéo léo này để mang những sản phẩm này về nhà. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc em sẽ còn thành công hơn nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với những phần tiếp theo. Thưa quý vị, khán giả đang đi đến vòng thi cuối cùng của chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3 với tên gọi Quyết định. Chúng ta chỉ còn lại một gói tiền thưởng số 3 và đương nhiên nó sẽ có giá trị là 15 triệu đồng. Lúc này hai người chơi vẫn đang giữ được phong độ của mình khá ổn định. Đến vòng cuối họ vẫn đang chỉ có 1 triệu. Một phong độ rất ổn định. Và tôi không muốn cái sự ổn định này nó đến hết chương trình đâu. 15 triệu với cộng 1 là 16 triệu. 16 với nhân đôi là 32. Đúng, cũng là một con số đáng để chờ đợi, có đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với hai thông tin cuối cùng dành cho vị khách số 3. Đó là... kiểm định đá quý. Thiết kế mấn. À, cái mấn đội đầu á. Cái mấn đội đầu bạn đang đội luôn á. À, người chơi sẽ phải lựa chọn xem thông tin nào ứng với vị khách số 3 này. Em nghĩ là bây giờ á, mình cứ nên mình nói thử một cái nghề mình chọn. Cái sau đó quay qua mình nhìn phản ứng của Diệu Nhi. À, coi nó có... mình lại đổi cho chị. Thôi được rồi, bây giờ cho mọi người đỡ phải nói nhiều. Thì bây giờ nghe Diệu Nhi lựa chọn trước luôn này này. Đúng rồi, vậy đó. Em chọn trước đi cho mọi người. Thời em tới rồi. Em tiến đi. Thời tới rồi. Thì như mọi người cũng đã thấy về chương trình tập ngày hôm nay của chúng ta, thiết kế trang sức, trang trí giày, thiết kế thời trang, đính đá nghệ thuật, kiểm định đá quý, thiết kế mấn. Em nhìn vô em không có cần nhìn cái gương mặt, em không cần nhìn bạn số 3 làm gì là em đã đoán ngay là thiết kế mấn rồi. Nó liên quan đến những cái ngành nghề thiết kế. Còn kiểm định đá quý á, là những cái người họ là phải có dày dặn kinh nghiệm lắm. Còn bạn số 3 nhìn có rất là trẻ người, non dạ, không có đủ kinh nghiệm sống.
Em có thấy cần thay đổi không? Dạ chắc em nghĩ là kỳ này là đúng rồi đó. Kỳ đúng rồi Phong. Từ đầu tới giờ mình vẫn chưa có một cái sự hợp nhất giữa hai bên. À. Thì em nghĩ là đây sẽ là một cái cơ hội để mình về còn giữ lại chút ấn tượng gì cho nhau nè. Đúng rồi, chưa để về mà không nhìn mặt nhau nó hơi kỳ á. Đây là một là sự thống nhất tình cảm, hai là sự tan tác không thể hợp lại đây này. Bây giờ chốt nha cưng. Chốt. Dạ chốt. Chốt. Thiết kế mẫn. Thiết kế mẫn. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với kết quả. Cái gì vậy? Thưa quý vị, điều gì? Anh lại em, ba lại Duy ơi. Sao? Anh lại em. Sao lại cố vấn mà lại lại trợ lý thế? Vậy? Sao em nói là em nhìn em không cần nhìn luôn, em chắc chắn là như vậy mà Nhi. Thôi Nhi, nói mặt thiệt á. Cái thằng Tài. Nãy nói mà em tin mà mặt, có nghĩa là em theo, tin dễ sợ tin. Vâng, thôi thì tất cả mọi thứ đó đã diễn ra rồi. Cũng lại có thêm một bài học chị ạ, cuộc đời nó là như thế. Nào, chúng ta hãy cùng làm quen với chàng trai ở vị trí số 3. Mời bạn. Có người nói em là trẻ người non dạ, không làm được cái công việc đó. Thôi thì em giải thích đi, cho một số người đánh giá em sai ấy, biết để mà điều chỉnh. Xin chào hai MC ạ, và chào người chơi ạ. Em tên là Vũ Anh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì em là nhân viên chỉnh hình đá quý cho thương hiệu trang sức phong thủy Tinh Lâm. Là một cái thương hiệu rất là quen thuộc. Trời đất ơi, đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập anh à. Dạ, hiện tại năm nay em 30 ạ. 30 tuổi, em quá trẻ so với tuổi. Và em có thể gọi tên và kể tên một vài loại đá được không? Dạ thì cũng đá thì rất là nhiều luôn ạ. Thì em kể sơ thế như là mình có đá mắt hổ nè, rồi đá ngọc lục bảo, diopside và rất là nhiều đá khác nữa. Thì em nghĩ là mình cứ phải mang sản phẩm ra đúng không? Giới thiệu sẽ dễ hơn dạ. Đúng không? Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đang là rất nhiều những chiếc vòng phong thủy. Mỗi một chiếc vòng sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Mỗi một chiếc vòng có một màu sắc khác nhau để phù hợp với mệnh của mỗi người khác nhau. Chúng ta có ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng ở đâu đó không chỉ đơn giản là chúng ta thiếu cái gì, chúng ta đeo cái đó, mà chúng ta còn phải căn cứ vào cái cung số của mỗi người theo bát tự hoặc theo tử vi hoặc là theo một số những cái môn huyền thuật. Đúng không ạ? Dạ vâng. Và cái này thì tôi sẽ nhường cho chuyên gia để giới thiệu một chàng trai cực kỳ là khôi ngô, nhẹ nhàng. Em hãy giới thiệu đi. Dạ vâng ạ. Thì hiện tại là ở trên bàn là một vài vòng tiêu biểu. Em đã xếp theo kim, thủy, mộc, hỏa, thổ và cân bằng ngũ hành. Nghĩa là mình sẽ theo một cái vòng luôn, đó là vòng tương sinh của tất cả các mạng. Và em là nhân viên kiểm định. Thì nhiệm vụ của nhân viên kiểm định là mình sẽ cầm những cái vòng này, mình mang tới những cái lab uy tín. Và đây là mọi người có thể thấy là ở dưới những cái vòng là những cái tờ giấy khai sinh, đó là giấy những kiểm định. Dạ vâng, đây là những cái tờ giấy mà là chứng minh là đây là đá thiên nhiên 100%. Thí dụ như là anh có thể ví dụ cho mọi người xem đây. Wow. Đây là hai một cái, nó nhìn nó cứ như nhau luôn, mọi người có thể xem. Mà mọi người đá gì? Mọi người có thể cầm. Dạ đây là diopside. Wow, cái này nó có là hiếm mà đắt không em? Dạ, khá là hiếm ạ. Wow. Và tuy nhiên thì nghe nè, dạ, mắt thường nhìn cũng khó biết lắm đó nha. Nếu dạ, mà nhìn rồi xa xa khó biết lắm. Rất là tinh vi ạ. Một cái đó là đá. Dạ, đây là một cái hàng đá không có thật, đá giả. À, đá giả. Còn đây là đá được đá thiên nhiên. Đây là đá không phải là thật. Dạ vâng ạ. Đây là đá nhân tạo đúng không em? Nhìn nó mỗi viên nào cũng như viên nào cả, mà có thể nhìn mà. Và nó không có gọi là cái hư gì luôn, gọi là cái lỗi gì luôn á. Còn đá thiên nhiên của mình này nó sẽ khác. Nó đã khác từ cái vân cho đến cái độ màu nó cũng khác. Và thậm chí là đây, thí dụ như cái đá này thì độ cứng nó không cao, thì nó có thể là nó sẽ có những cái mẻ nó xíu nó, nhưng mà đó mới gọi là đá thật. Mỗi có một cái viên nó sẽ có những cái vân khác nhau đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Thưa quý vị, khoa học bây giờ đã chứng minh phong thủy là một môn khoa học. Khoa học đó nói về điều gì? Đó chính là khoa học của năng lượng.
khi chúng ta đặt những cái vật phẩm phong thủy vào đúng trong một không gian thì những vật phẩm đó có thể thu hút được những năng lượng của vũ trụ, cũng như bản thân chúng ta, mỗi một con người của chúng ta có thể mạnh khỏe hay không thì ngoài cái việc thể chất ra thì chúng ta còn có những năng lượng ở bên trong. Bên cạnh là sức khỏe của tinh thần thì chúng ta ở đâu đó còn hiểu được rằng để vận hành cơ thể của chúng ta thì chúng ta cần tới một nguồn năng lượng. Và nếu như đeo một chiếc vòng mà hợp với cái số mệnh cũng như bù đắp được cho cái phần còn thiếu cho một con người thì sẽ giúp chúng ta tạo ra cái sự cân bằng trong cơ thể, để như vậy chúng ta có những sự sáng suốt trong cuộc sống hay sức khỏe của chúng ta cũng sẽ được tốt hơn mỗi ngày. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Và em cũng xin thay mặt Tinh Lâm ạ, sẽ gửi tặng cho anh Hình Chung một cái vòng ạ. Hả? Gửi tặng cho anh Chung nữa hả? Tôi biết hôm nay là ngày của tôi mà, thưa quý vị. Và tôi cũng chả có gì mà phải ngượng ngùng à. Anh cảm ơn em, anh xin cái đá mắt hổ này. Dạ anh ơi. Ôi, nhưng mà để người ta tặng lớn, ta tặng cái rẻ rẻ em xin cái mắt rồi người sao? Người ta còn nói anh ơi, tặng của anh là để ở trong. Trước khi tặng thì em cũng nói thêm là đá này là những đá đã kiểm định rồi và cũng trưng bày và rất là nhiều người thử rồi, mà nếu mình tin á thì là cái nguồn năng lượng của nó đã bị trộn rất là nhiều rồi. Thì mà nếu mà để tặng á thì trân quý với anh hơn, thì tụi em cũng mời anh đến showroom và rất có nhiều showroom mà anh có thể chọn được cái vòng mình ưng thích và đo lại cái ly tay của anh nữa. Yeah, kỹ càng như vậy. Dạ, bảo em thấy sao? Nãy chị nói chỉ có bồ rồi. Thôi em đi sang bên này đi. Thưa quý vị, thôi để tránh trường hợp là bên Tinh Lâm lại tốn nhiều tiền quà tặng không cần thiết thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần tiếp theo. Nói gì đi em? Dạ vâng, quý vị khán giả thân mến, với 1 triệu thì không biết là đội chơi ngày hôm nay của chúng ta sẽ ra về bằng cách là giữ nguyên nhân đôi hay là chia đôi ạ? Hôm nay anh có cảm giác như em đang được tỏa sáng đấy. Em thể hiện rất đúng lúc đúng chỗ. Và cái cách mà em giúp cho chương trình chỉ phải trả 1 triệu tiền thưởng đến lúc này ấy, làm cho chương trình rất vui và hài lòng khi đã mời em tới chương trình. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Nhưng mà về những cái mối quan hệ đồng nghiệp, những cái mối quan hệ với những người tiền bối trong nghề em thì em mất hết sau chương trình ạ. Nó gây sự trục trặc đáng kể đó. Tín ơi, em không phải buồn. Không phải gì phải buồn cả. Anh nói với em là đây sẽ là cơ hội cho em. Em đã chọn số 2 từ đầu chương trình đúng không? Dạ. Giờ mình mở phải không em? Trước khi mở thì tôi muốn trợ lý mở chiếc két số 1 ra xem bên trong là gì. Thưa quý vị, đó là giữ nguyên. Nếu là vậy thì trong chiếc két số 2 này có thể là nhân đôi hoặc là chia đôi. Đây là một sự đầu tư, chị thấy không? Nó không còn giữ nguyên nữa. Có gì nó có thể bị chia đôi. Cái lời hứa của em. Bây giờ tôi sẽ cho hai người chơi một cơ hội nữa. Bây giờ mọi người có quyền đổi chiếc két số 2 sang số 3. Không. Dạ không chị ạ. Tại vì biết sao không, cái may mắn của mình làm nhiều khi trời cho sao mình lấy vậy đi. Cái gì của mình là của mình. Của mình. Còn cái gì của mình mà mình bị Diệu Nhi nó gạt thì không phải là của mình. Đó mà có là sau cái vụ này là chị thấy là tình đồng nghiệp là bây giờ nó không còn giá trị dạ. nữa. Cái phim cổ trang sắp tới đâu cần Diệu Nhi gì ha. Chắc vậy. Em có lường gạt. Không riêng gì chị với cả Tín đâu. 90% người chơi tới chương trình đều có thái độ như vậy khi kết thúc chương trình với Diệu Nhi. Vậy là nhiều người bị lừa vậy luôn hả em? Không, không phải bị lừa mà họ đau. Nào, thế bây giờ có đổi không hay vẫn giữ nguyên à? Thôi mở luôn đi em. Dạ, em mở. Mở thôi. Mở đi em. Dạ vâng. Nhưng mà cho em hỏi ví dụ như mình được nhân đôi 2 triệu thì anh chị tính chia như thế nào ạ? Kệ tôi. Kệ tôi, kệ tôi. Kệ tôi. Xin phép anh, em đã nhớ password của anh cho nên mở luôn. Ủa, tôi mà tới. Đó là tôi đã cài password. Không phải, tại vì có những cái khách mời họ không có biết thao tác két á, nên két nó sẽ bị kêu lên. Người ta đổi được thì ta phải em biết không mở biết chứ. Là cái thao tác kêu mình đổi password để làm gì trong khi cô ấy đứng từ xa. Dạ, mời khách mời đổi của quay bên đây mà cô vẫn thấy. Thế bây giờ là mọi người muốn thế nào ạ? Bây giờ là đổi két hay là chơi lại từ đầu hay là như thế nào ạ? Chơi lại từ đầu đi. Dạ, một là chơi lại từ đầu, hai là đổi trợ lý ạ. Chơi lại từ đầu thì thời lượng không còn nữa, còn đổi trợ lý thì khó vì chúng tôi vừa quyết định là sẽ ký hợp đồng nếu mùa 4 diễn ra rồi. Thế bây giờ có đổi cái này không? Vậy thôi em chấp nhận ạ. Chấp nhận thôi, chấp nhận thương đau thôi. Dạ, chấp thì nhận. Thì giờ mình gặp đồng nghiệp vậy mình phải chấp nhận thôi, giờ biết sao dạ, giờ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không đổi đúng không? Giữ nguyên đúng không? Là ai 200, ai 300. Sao em cái tiền của chị đợi trong người ta vậy?
Bây giờ là có đổi không? Giữ nguyên. Không đổi, không đổi. Không đổi gì cả. Anh có cảm giác là đồng nghiệp không tin tưởng em nữa. Em tự cầm và em quay ngược lại đi cho đồng nghiệp em được nhìn thấy. Ánh sáng cuối đường hầm. Nhân đôi, thưa quý vị. Ánh sáng của cuối đường hầm. Ánh sáng cuối đường hầm. Vậy là em lỗ có 500 thôi. Đúng rồi. Em lời được 500. Thôi, 500. Anh sống có đạo đức chưa ai là như thế. Thưa quý vị, 1 triệu nhân đôi bằng 2 triệu. Mỗi người có 1 triệu. Vẫn là kỷ lục của chương trình. Vẫn là kỷ lục của chương trình. Và chúng tôi chỉ muốn nói rằng quá là thú vị vì hôm nay Hữu Tín đã quay trở lại với chương trình. Cảm ơn chị Kiều Linh nữa. Và cảm ơn trợ lý của chương trình đã làm việc hết công suất và đúng trách nhiệm, đúng với trí tuệ và kinh nghiệm sống của mình. Cảm ơn em. Và giờ phát sóng của chương trình. Dạ, thưa quý vị khán giả, giờ phát sóng của chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3 là 12 giờ trưa, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Giác quan thứ 6 tuần sau sẽ là sự xuất hiện của đôi vợ chồng cực kỳ dễ thương và hóm hỉnh, ca sĩ Thu Thủy, Kỳ Nguyễn, hứa hẹn sẽ mang tới khán giả những phút giây thư giãn thoải mái. Hãy cùng đón xem chương trình Giác quan thứ 6 vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật tuần sau trên VTV3.